Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận trước báo giới Ukraine không còn tiền để sản xuất ra vũ khí. Cụ thể, lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky, theo tôi có một vài vấn đề quan trọng mà chúng ta đã bắt đầu xúc tiến, đó là hoạt động sản xuất trong nước, máy bay không người lái, pháo binh, ý tôi là hệ thống và đạn dược riêng biệt, tên lửa, một chương trình tốn kém và chúng ta cần đầu tư tiền vào đây. Hiện tại ngân sách của chúng ta không còn tiền. Nhà lãnh đạo Ukraina lưu ý rằng ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự cho phương Tây cũng như đẩy nhanh nguồn viện trợ đến Ukraina. Ông Zelensky chia sẻ, ví dụ bỏ phiếu tại quốc hội và đạt được các thỏa thuận, họ có đủ tiền để chuyển những gói viện trợ này nhưng quá trình này bị chậm lại. Cho đến nay Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraina, đứng thứ hai là Đức. Theo các quan chức phương Tây, Ukraina phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng viện trợ của phương Tây để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc cựu tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về tương lai của các gói viện trợ quân sự lớn dành cho Kiev. Trước đây, ông Trump cáo buộc các đồng minh NATO lợi dụng sự hào phóng về an ninh của Mỹ ở châu Âu. Vào tháng 6, thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Điện Kremlin đã sai khi tin rằng sự ủng hộ của thế giới dành cho Kiev sẽ suy yếu theo thời gian. Tuy nhiên, theo một dự thảo ngân sách năm 2025 mà Reuters thu thập được đầu tháng này, Berlin có kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới. Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng có thể cạnh tranh với Nga là một thách thức khổng lồ của Ukraine. Nga. Nga sở hữu một trong những hệ thống sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới với gần 3 triệu lao động cung cấp cho quân đội nước này và xuất khẩu toàn cầu. Những nhu cầu riêng biệt về công nghệ quốc phòng đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và máy móc chuyên dụng cùng với nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này. Ngay cả phương Tây trong thời gian qua cũng đối phó với thách thức tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng khi Nga đã bắt đầu tăng tốc với sản lượng vũ khí gấp nhiều lần vào năm 2023. Mặc dù khó khăn, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine Nga cũng có những thuận lợi. Ukraine đã có hệ thống cơ sở sản xuất vũ khí khá lớn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine thừa hưởng khoảng 30% cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp này đã duy trì qua nhiều năm. Cùng ngày phát biểu tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên sản xuất trong nước. Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đạt cột mốc quan trọng trong sản xuất vũ khí. Phát biểu tại Kiev ngày 27 tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ, tôi e rằng có lẽ còn quá sớm để nói về nó, nhưng tôi muốn công chúng đánh giá cao công việc của những cá nhân đang làm việc 24 trên 7 trong ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraina đã có cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên đối với tên lửa đạn đạo đầu tiên sản xuất trong nước. Tờ Business Insider Mỹ cho biết ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết về cuộc thử nghiệm hoặc về tên lửa, nhưng việc phát triển tên lửa đạn đạo đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Ukraina. Không rõ vũ khí này đang ở giai đoạn phát triển nào hoặc thời điểm nó có thể được biên chế trong quân đội nước này. Tin tức về vụ thử tên lửa xuất hiện khi phương Tây tiếp tục hạn chế khả năng Ukraina sử dụng tên lửa được tài trợ ví dụ mỹ đã cung cấp cho ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân atacms nhưng yêu cầu kiev không được sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới nước này các quan chức ukraine từ lâu đã cố gắng thuyết phục mỹ và các nước phương tây khác gỡ bỏ các hạn chế về cách kiev sử dụng vũ khí ukraine đã tự phát triển nhiều loại vũ khí trong suốt cuộc xung đột với nga bao gồm phương tiện mặt nước không người lái usv và tên lửa chống hạm họ cũng đã tái sử dụng những tên lửa đó để tấn công trên bộ Gần đây Ukraine đã tiết lộ một thiết bị bay không người lái tầm xa mới trong chiến đấu mà họ khẳng định có thể đưa hàng chục sân bay quân sự của Nga vào tầm bắn. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Ukraine cho biết nước này có vũ khí tầm xa mới có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo ông Zelensky, tên lửa này có tên Bali được đặt theo tên một loại bánh mì của Ukraine. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky chia sẻ tên lửa Bali có một số vấn đề nhưng đã được giải quyết. Ông nhấn mạnh đây là biện pháp phòng thủ quan trọng cho quốc gia. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 để đẩy lùi cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Liên bang Nga. Báo The Kiev Independent cho biết, tại một cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng không quân nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 như một phần của hoạt động phòng thủ chống lại cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Liên bang Nga vào hôm trước. Theo tờ The Kiev Independent, vào ngày 26 tháng 8, các lực lượng của Liên bang Nga đã nhắm mục tiêu vào 15 trong số 24 tỉnh của Ukraine, phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái như một phần của cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã đánh trúng vào một số cơ sở dân sự, năng lượng và nhiên liệu, bao gồm một con đập ở Kiev, một phần của nhà máy thủy điện Kiev, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương. Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 thiết bị bay không người lái trong số 127 tên lửa và 109 thiết bị bay không người lái được các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng cho cuộc tấn công vào sáng ngày 26 tháng 8. Tại cuộc họp báo trên, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã nói với các phóng viên rằng Chiến đấu cơ F-16 đã mang lại một kết quả rất tốt và các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa và thiết bị bay không người lái với sự trợ giúp của máy bay F-16. Ông Zelensky chia sẻ, chúng tôi đã phá hủy một số tên lửa và máy bay không người lái UAV bằng chiến đấu cơ F-16. Chúng tôi cảm ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi máy bay F-16. Tất nhiên như vậy là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay và chúng tôi vẫn cần phải đào tạo phi công. Đây là lần đầu tiên Ukraine thông báo về kết quả thực hiện chiến đấu của F-16 kể từ khi tiếp nhận mẫu tiêm kích này từ phương Tây. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần nhiều tiêm kích hơn. Trước đó, Tổng thống Zelensky từng cho biết Ukraine cần ít nhất 120 tiêm kích phương Tây để đạt cân bằng về sức mạnh không quân với Nga. Ukraine hồi đầu tháng 8 tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên, song chưa rõ số lượng. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh máy bay chiến đấu để cung cấp máy bay và đào tạo phi công cho Ukraine. Theo các cam kết, Ukraine sẽ được ít nhất 79 chiến đấu cơ F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Tới nay, Ukraine được cho là đã nhận được 10 chiếc F-16. Chiến đấu cơ F-16 dự kiến sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và theo bình luận của Tổng tư lệnh tướng Oleksandr Syrsky ngày 4 tháng 8 vừa qua, thì sự xuất hiện của những chiếc chiến đấu cơ F-16 sẽ dẫn đến nhiều tên lửa bị bắn hạ hơn. F-16 là loại máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng do Mỹ sản xuất, được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bố trí ở tuyến đầu và không quân nhiều nước trên thế giới và lựa chọn trong 50 năm qua. Vào tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc triển khai các máy bay F16 đã qua sử dụng tại Ukraina. Mặc dù Mỹ sẽ không cung cấp bất kỳ chiếc F16 nào từ kho vũ khí của mình, nhưng các đồng minh và đối tác của nước này gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp F16 cho Ukraina. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo